đây. Túi gắn này bữa nay rất là ngon nha. Hai con nhất, có thể là ba con nhất á, nhưng mà con đó tấn thấy tấn độ là nó chắc nó đi gớt 6 lạng rồi. Nói chung là hai con nhất, hai con nhì và hai con ba, là hai con ba hay ba con ba gì đó. Quá im rồi nghe cả nhà. Tấn chào buổi sáng luôn cả nhà. Thì sáng hôm nay Tấn tiếp tục đi thăm bẫy gắn nha. Thì sáng hôm nay Tấn đi thăm cái luồng bẫy mà Tấn mới xuống hồi tuần rồi, để thay thế cho mấy cái luồng, những cái luồng bẫy cũ á. Chắc có thể mấy luồng bẫy cũ là Tấn sẽ cuốn, cử tới Tấn sẽ cuốn. Thì nên tuần này, ủa tuần rồi là Tấn xuống hai luồng mới nha. Tấn xuống tới hai luồng mới lận. Thì tổng cộng là lúc này là Tấn 5 luồng. Thì hôm nay cũng tới ngày thăm rồi. Hôm nay thì cũng bữa nay là 8 ngày rồi đó. Tại hôm qua đi đi về mệt, hôm kia đi về mệt quá. Mắc mưa, mắc mưa xong rồi nắng. Nên sức khỏe thì nó cũng không được tốt cho mấy. Rồi Tấn hôm qua Tấn nghỉ. Nghỉ một ngày ở nhà cho nó khỏe lại. Thì hôm nay Tấn đi thăm. Thì để Tấn giới thiệu sơ lược về đồ nghề. Hôm nay Tấn đem 7 xì cua, là Tấn đem 7 cái nha. Ở đây là 5 cái, còn ở đây là 2 cái nha cả nhà. Trong đây Tấn để 2 cái 7 xì cua. Lúa chuột thì Tấn cũng để vô 7 xong rồi. Đây nè, chuột ở trong đó đó, lúa Tấn cũng để rồi. Thì lúc này không, Tấn không có xài dưa leo nha. Tại vì mưa xuống rồi, Tấn cũng không có xài dưa leo. Cái thứ hai nữa là lúa. Lúa Tấn đem 52 bịch lúa. Chuột thì Tấn bắt 37 con nha. Do cái luồng bẫy này của Tấn là 40 mấy cái à, 47 hay 48 cái gì đó. Không được 50 cái nên Tấn đem 7 xì cua hơi nhiều. Dưới phần thì cả nhà cũng biết rồi, mà là bẫy bây giờ đặt thì có rất nhiều anh em biết đặt. Và cái thứ hai nữa là nó mất rất là nhiều. Thì cũng đến cái bẫy đầu tiên của Tấn rồi nè. Có không? Phân hay sình đi? Ôi sình nè, chết quớt rồi. Không có phân, con chuột còn sống nha cả nhà. Tấn cho nó bịch lúa. Cho nó bịch lúa rồi Tấn đặt lại, rồi Tấn đi thăm tiếp nha. Cũng trong là cho cái luồng bẫy mới nè. Nó cũng dính khá khá. Thường là những cái luồng mới nó dính, nó chảy rất là mạnh. Tại vì đôi khi mình đặt là những cái luồng này là gắn nó vẫn còn. Mà xui xui thì ngay cái những cái luồng anh em đặt trước rồi thăm vài cử. Chung là bây giờ cái tháng mưa thì anh em xuống bẫy rất là nhiều, nên đụng bẫy cũng rất là nhiều. Rồi thì để Tấn đi thăm tiếp nha. Nó có dính á thì Tấn quay lại cho chia sẻ cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Nãy giờ thăm 5-6 cái rồi đó cả nhà, chất quớt à. Tình hình bữa nay sao thì không biết. Thăm 5-6 cái thì chuột nó vẫn còn. Ồ dính rồi, nó lầu ra đây luôn rồi. Gà đồng hôm nó nằm rồi. Nhì ba gì đó. Đó. Ủa, nó ỉa phân dưới đây nè. Chắc hành ba quá, hành nhì ba gì đó. Nó cũng trên lệch à. Đã đang đặt lấy cái bẫy khác nha. Có mùi hành này đó. Bữa nay Tấn thấy tình hình là không im rồi đó cả nhà. Tấn thăm chắc cỡ 15 cái rồi đó. Không dính gì trơn, dính được con à. Ủa cái bẫy đặt đâu rồi trời. Dính được con hành nhì, hành ba gì đó. Sợ trong lỏng hết trơn, trời nó đi. Ồ, cái bẫy này, đây. Đây, lú ra nè. Có gì không? Ồ, có phân kìa. Ồ, Tấn thấy lú cái đuôi luôn nè.
con phân này ha, lú cái đuôi ra luôn này. Con này chậm nha. Ồ, con này nhất không đây. Ồ, con này có thể nhất nha cả nhà. Ồ, con này nhất nè cả nhà, cứu vớt được rồi. Nhất rồi. Ê, mới khóc, mới than. Con này cho coi 6 lần mấy 7 lạng ạ. À, để tấn đặt lại cái bẫy khác nha. Ngồi giữa đường nói ngồi mất tiêu bẫy trơn ạ. À, im. Nãy giờ sao thăm chuột còi thinh không mà cả nhà. Tình hình bữa nay không khả quan rồi. Trời ơi, dính gắn lục nữa kìa. Trời thần có nó không nè. Con dính gắn lục hoài vậy. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Rồi để tấn kiếm tấn thả nó ra nha. Tại vì bảy xe cua còn con cái hai cái à. Tấn đặt trong đây một cái nữa nè cả nhà. Bữa nay chắc canh sát đủ á. Thầm sớm giờ dính có ba con rắn nè, đột xị. Hơn nửa luôn 7 giờ đó. Còn khoảng chừng mười mấy cái nè. Đồ có phần nè, mới khóc. Khóc khóc cũng thương cũng cho con nữa nè, còn gì đây. Hành nghe đứng ngựa nghe. Trời ơi Hành, Thành ba chào máu họng không. Còn ía phân coi nè. Xin đâu còn gì bự bự cũng đỡ khổ. Kệ đi, Thành ba đi, đây tới cuối gan cũng kiếm vài con nữa coi. Để tấn bắt gắn ra cả nhà. Chờ chờ xe. Con gắn bự ra. Con này chừng 6 lạng mấy à. Chắc là 7 lạng được á cả nhà. Bắt ra ngoài về cân mới biết được nha. Chứ còn nói đón mò thì nó cũng không có chính xác. Còn mười mấy cái nữa hả? Gắn kiếm mà con trọng trọng nữa coi chứ dính gì chút chút không. Cái luồng này là do hắn đặt á, là lúa người ta có chỗ người ta chưa xạ nữa. Lỡ đặt lỡ đi rồi tấn thì nó cũng không có gõ, không có gành mấy cái đường này, không đi đại thôi. Con này 7 lần mấy vậy? Cái đầu sẽ bự quá cái đĩa nữa. Trời ơi. Đó đó đó. Con này có 7 lạng, 7 lần mấy. Cũng được. Có gắn bự là được. Trời cho dù mà nó có mưa cả nhà. Nhưng mà nước nó không lên á, nước nó khô, trên ruộng nó khô quá thì cũng thua. Gắn nó đi ăn thì nó đi tận đồng ở đây nè. Trên ruộng phải khô mới được. Phải khô á, con gắn nó mới đi ngay mấy cái đường bẫy của mình. Còn như mà nó ủa mình có nước chứ tấn nó lộn. Có nước á, còn nó khô thì con gắn nó đi từ lưa hết trơn à. Mưa thì mưa nhưng gắn đi nhiều thật. Nhưng mà nó đi từ lưa, nó không có đi ngay cái mà bình thường đó, mình đặt cái bẫy là cặp mé. Nó khô nó bò sát với mấy nước không chừng. Con cũng có thể nhì nè, có thể thôi nha. Đón tầm cầm chừng.
ơi, chết luôn rồi. Cái luồng bẫy mà thăm cử đầu tiên vậy là chết rồi. Tự dẫn nè. Đánh còn một luồng mới nữa, chưa thăm nữa. Không biết sao đây. Cái luồng đó nó còn tệ hơn đây nữa. Đánh đặt nó cũng có chỗ chưa xạ luôn nè, có chỗ mới bơm nước lên nè, nhưng mà thăm không biết thăm hết bẫy không nữa. Chạy cái giường cái hình như bằng cờ vậy đó, đặt từ lưa hết trơn rồi không nhớ nổi nữa nè. Còn ở đây thì chỉ nó những cái bờ kinh rồi mình chạy vô mà mình đặt à, thì nó dễ. Bốn con rắn, bốn con rắn thì có một con nhất, mấy con kia thì nhì của ba không à, con thì xém xém nhì đó mà không biết sao. Cũng trông cho nó được nhì. Rắn lúc này thì nó cũng giỏi cả nhà ấy. Trời, con này nó mập mập âu quá. Cũng được, có được con rắn bự cũng được, còn mười mấy cái nữa trong cho nó dính cho vài con nữa cả nhà. Có chi phí chứ có được chút đỉnh tiền lời như bằng công cán của mình đó. Cả nhà xem thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha. Tấn tạm dừng clip nha cả nhà. Đây, tới cái tiếp theo nè cả nhà, thấy không, ruộng bên đó là có cái người ta mới xạ à. Tình rồi Tấn đi là người ta mới có xới đất à, kêu bằng cài đất á. Trời ơi, ông bán kem tới rồi. Ồ, giống phần quá vậy nè, ngay cái chốt này cả nhà, trắng trắng nè, phần cả nhà. Trong là dính gắn trọng trọng coi. Cậu gắn nhì, con hành nhì nha nè. Con này chắc 4 lạng mấy, 5 lạng gì ạ. Xe quá tăng không dám lúa đầu lên. Ở đây thì đặt á, mất bẫy nhiều lắm, mất bẫy dữ trời lắm. Con gắn nhì cho nó ra coi, cái đầu nó bị lớn và nó không chung ra luôn. Nhì hay nhất đây thấy cũng trọng lắm nè. Ô, con này nhì không nhức nổi nè. Ôi, có thể nhức nghe, không phải giỡn mặt nha. Ôi, ba ô à, ba ô con này nhức nữa nè cả nhà ơi. Nè, nè ba ô nè, thấy không? Nó bằng ba ô là từ giá 6 lạng đó. 6 lạng hơn đó cả nhà. Được, được, em. Tình hình khả quan. Nè, cũng bự lắm nè. Chắc có thể là cũng trong là được 6 lạng hơn nha cả nhà. Nè, hơn 3 ô nè. Hơn 3 ô là nó nhất là xiền. Hơn 3 ô là nhất khỏe. Thôi, để Tấn đặt lại cái bẫy khác nha. Đứng nói hoài, cầu cưa hoài. Đây cái nữa nè cả nhà. Trời ơi, sao anh ta đi banh chân rồi. Ta đi dẹt cỏ banh chân rồi. Không thấy con nè. Chuột còn sống không đây? Nó nặng nặng kìa. Trời ơi, dính bằng ngựa. Nè. Dính chị ngựa. Nè, cả nhà thấy không, bên đây chỗ xạ rồi nè, còn ở trong kia có người ta đang bư nữa kìa. Ta đang xới đất á. Trong đó người ta đang xới đất trong đó đó. Đây ở đây ta xạ nó không có đồng loạt. Để Tấn đặt lại cái bẫy khác nha. Cái bẫy này Tấn đặt dính với cái luồng mà hồi trước Tấn đặt á. Cái chỗ này là nó dính một con 1,1 kg mấy á. Rồi mấy chuyến sau Tấn đặt cũng không có dính nữa. Dính nhỏ nhỏ không à.
còn ký lô mốt mấy là bự nhất trong các lần Tấn đặt rồi đó. Phân quá trời nè. Tấn thấy con hành kìa, mà không biết con hành bự hay nhỏ, tại cỏ chuột nó bít rồi nè. Con này nặng nha. Con này có thể nhức nữa nè cả nhà. Để Tấn chút xuống hồ nè, có thể nhức nữa nha. Để Tấn nha, cho nó chiếu nắng vô, nhức hay gì thì không biết. Hồ là ngon, con đồ nó ỉa coi nè, quá đã, không biết nó ăn con chuột hay gì, cái bụng nó còn căng không biết. Nếu mà nó còn con chuột là con gắn nhì, nó cũng xem được, xem ba ô rồi. Cái này là gần 4 ô rồi nè, nhưng mà Tấn thấy cái bụng nó căng quá, là do nó ăn cái con chuột hay là sao đâu á. Thôi để Tấn đặt lại cho bãi khác nha. Đến cái cuối cùng rồi nè cả nhà, để Tấn thăm cái này xong rồi Tấn kiếm chỗ Tấn bắt rắn ra. Còn mấy cái bẫy mà dính rắn đó Tấn đi đặt luôn rồi, chất quất luôn rồi, không thấy phân phướng gì hết. Con chuột còn sống luôn nè. Thôi để Tấn cho nó bịch lúa rồi Tấn đi bắt rắn ra nhà, kiếm chỗ bắt rắn ra rồi Tấn đi đặt lại. Đặt bắt rắn nè, được con nhất con nhì nè, rồi con này nó ấu chuột ra là thì nhì chắc rồi, tự giận luôn, tính đâu nó bự cỡ đó. Túi gắn bữa nay nhỏ xinh ha, tính thôi được 3 con nhất là lụm gạo rồi, là ngon lành này. Nói chung cái luồng bẫy này thì Tấn hồi cử rồi, Tấn đặt Tấn nhìn thấy là cái cử này, Tấn biết cái cử này là nó không có chạy hung, tại vì người ta mới xả lúa hả, nước nó cũng không có nữa, hiện bây giờ nước lên ruộng đó nó rất là ít, nó ít đó, rồi con rắn nó đi ăn lan tùm lum hết trơn, nó không có gom theo những cái bờ kinh. Đây con này nhất chắc ăn là nhất rồi. Ồ, tao bắt chú Tiến quá trời. Tấn bắt trước cửa nhà người ta nè. Tao bắt TV cũng hơi lớn. Này, con này nó ấu như chuột ra rồi nè. Tao tưởng đâu lụm gạo con nhất nữa rồi chứ. Ai ngờ cái hồi nãy cái đoạn mình quay á là nó ăn con chuột ngay chỗ đó. Con này chắc chừng 5 lạng rưỡi, 5 lạng 8 gì á. Tao thấy nó cũng chậm lắm. Tiêu rồi. Đây. Cái đầu bự nha, phải giỡn nha, có thể nhất nha. Tao thấy nó phì vậy nó phì quá nè. Cũng có thể nhất đó cả nhà. Chắc có thể rớt à. Có thể là 5 lạng 8 à. Ổn quá. Ôi chuột là thấy ớn rồi. Ngay trước cửa nhà người ta thì nó cũng hơi ồn nha. Cái bà này trời ơi, nó sắn nó muốn lột rồi, hai con mắt nó đen nó đục rồi. Đừng bay nha bà, bay rồi không có biết đường đâu mà đỡ. Ê. Con này bắt được. Nó không thấy đường, nó táp luôn. Ê, trời.
cáp. Ồ nó lột nè, cái da lột nè. Bởi vì con mắt nó đục ngầu à. Nó không thấy đường nó táp thí đại bà càng à. Đây. Túi gắn này bữa nay rất là ngon nha. À, hai con nhất. Có thể là ba con nhất á. Nhưng mà con đó tấn thấy tấn độ là nó chắc nó đi gớt 6 lạng rồi. Nói chung là hai con nhất, hai con nhì và hai con ba. Là hai con ba hay ba con ba gì đó. À, quá im rồi nghe cả nhà. Thì túi gắn nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Rồi thì tấn cũng xin tạm dừng clip luôn. À, hẹn cả nhà mình những clip tiếp theo nha, hấp dẫn hơn, hay hay hơn và hấp dẫn hơn. Rất mong cả nhà mình ủng hộ Tấn, cho Tấn một like và một lượt đăng ký nha cả nhà.